vì cho cháu về cái về pháp luật đó thì không đến nỗi để mà có những cái án mà 7 năm như vậy là cái một cái yêu cầu. Còn bây giờ trước mắt á là cái yêu cầu làm sao mà can thiệp vào để cho cháu được đi chữa bệnh, được là đi khám chữa bệnh cho nó hết cái căn bệnh của cháu, mà ở gia đình lo sợ rằng là coi như đến giai đoạn cuối là của bệnh ung thư là không thể chữa trị được. Nhưng mà theo thông tin ở bên trong đó thì tuần vừa qua đó thì Hạnh được bệnh viện được trại giam đưa đi bệnh viện một cái quân đồn 4 của thuộc quân đội. Theo thông tin của những người tù mà đi thăm vui về thì Hạnh nhắn lại như vậy. Thì theo ông thì cái việc khám như vậy thì ông có tin tưởng là cái việc đó là được khám chu tất và chính xác không? Và họ cho rằng hiện nay Hạnh bị là do cái bệnh bẩm sinh, là do cái có cái từ bé, thì ông nghĩ gì thế này, là trước thì bé Hạnh có đổ thì mình cháu đổ thì mình Hạnh có bệnh gì bẩm sinh ở gia đình mà có biết không? Không Họ cho là đây là cái bệnh di truyền không? là coi như là trước đó là cháu vẫn là khỏe mạnh, đi học đi hành và làm việc rất là bình thường. Kể từ sau khi mà vào trại giam thì coi như là về sức khỏe nó không mặt này mặt khác, nó trước mắt là coi như là